sự cả cuộc đời của Minh Khang tới bây giờ là nợ Thúy Hạnh, không biết là có kiếp sau, mà nếu mà còn được kiếp sau nữa thì Khang vẫn chọn Hạnh. Vợ và muốn là để cho vợ ở một cái vị trí để vợ cảm thấy là vui vẻ trong gia đình thôi, nhưng mà gia đình Hạnh là tôn trọng lẫn nhau, đồng vợ đồng chồng thì mới tát ở Biển Đông được, nên là gia đình Hạnh tôn trọng lẫn nhau. Nhưng Hạnh nghĩ rằng mình sẽ là người nhìn về tương lai chứ không bao giờ nhìn về quá khứ. Tương lai của Khang, của Hạnh còn rất là xa, còn về hai đứa con của Hạnh và Khang phía trước, còn cả một cuộc sống. Tại Hub Beyond, đón xem hồi kết gạo nếp gạo tẻ. Anh Khang này, anh ấy rất là lười thể thao, nên là Hạnh cũng phải năn nỉ bạn bè Hạnh là dắt anh ấy đi thể thao. Và cái môn thể thao mà bây giờ anh tìm lấy niềm yêu thích của anh là môn golf, là môn chơi golf. Thì anh còn nói với Hạnh là thôi em cũng đi chơi golf đi, 20 năm nữa con nó đi lấy chồng hết, chỉ còn hai vợ chồng dắt nhau đi chơi golf thì còn mang được niềm vui cho nhau. Tức là anh ấy rất là đơn giản và chỉ mong muốn là cuộc sống càng kể cả về già sau này cũng phải bên nhau, cũng phải tìm được niềm vui với nhau. Chứ nếu là trong cuộc sống vợ chồng mà anh giữ chuyện của anh, tôi giữ chuyện của tôi và không bao giờ chia sẻ với nhau thì rất là khó để ở với nhau lâu dài. Nếu có một điều ước nữa thì tôi xin ông ta bà nguyệt ước cho kiếp sau tôi lại ăn đợi kiếp với em. Có lẽ là từ đầu chương trình đến giờ quý vị sẽ thấy một Thúy Hạnh rất là sắc sảo, rồi nhạy bén, thậm chí là lanh mồm lẹ miệng. Rõ ràng cô ấy là người bản lĩnh, cũng giống như chúng ta ngồi ở đây nhìn vào Minh Khang, không ai nghĩ rằng một cái ông béo béo vui tính như thế mà lại rất là dễ khóc, xúc động và đầy đủ chân thành với vợ của mình như vậy. Thực sự thưa quý vị, cái gì trên đời này nó cũng có cái sự trùng khớp của nó hết, và đây là một sự trùng khớp rất là hoàn hảo, ít nhất là hơn 10 năm.